Ban biên tập xin được chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến tin tức mới. Kính chúc quý vị có những giây phút thật tuyệt vời và bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức mới. Còn bây giờ, hãy cùng tôi đến với những tin tức nóng nhất có trong ngày hôm nay. Vừa qua, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã tặng về gara của mình một chiếc Mercedes S450L màu đen, phiên bản mới nhất hiện nay. Chiếc xe của Hòa Minzy thuộc phiên bản Luxury có giá bán niêm yết là 4,969 tỷ đồng. Trước đây, cô ca sĩ này từng đi xem E-Class, nhưng khi đến showroom lại phải lòng S-Class và cho đến nay đã chốt mua hẳn S450L Luxury. Trên trang cá nhân của mình, thiếu gia Minh Hải cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến Hòa Minzy khi cô vừa tậu xế hộp, anh còn gọi bạn gái là vợ cực ngọt. Chúc mừng vợ yêu đã sắm riêng cho mình một em xe đầy quyến rũ, chúc vợ luôn thành công với chiếc xe đầu tay này nhé. Bản thân Hòa Minzy cũng đã thông báo về việc này, đặc biệt cô còn tiết lộ mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng. Cô viết, Nguyễn Thị Hòa, 25 tuổi, Bắc Ninh, trộm vía đã mua được chiếc ô tô đầu tiên ạ. Đặc biệt cô còn nhấn mạnh, tâm sự thật với mọi người, hiện tại trộm vía đã có mẹ chồng thương, chồng yêu nên ăn ở xe cộ đi lại cũng không phải nghĩ ngợi gì. Nhưng thật sự quan điểm của Hòa trước giờ, cái gì của mình dùng thì nó vẫn là sướng nhất. Có thể thấy chỉ qua dòng trạng thái này, ai cũng nhận ra việc Minh Hải gọi cô là vợ và cô gọi mẹ chồng đã làm nghi vấn cả hai đã bí mật kết hôn càng thêm có cơ sở. Hòa Minzy công khai bạn trai vào tháng 3 năm 2018. Minh Hải sinh năm 1987, là tổng giám đốc của một công ty phân bón khá lớn khu vực miền Tây. Anh là một thiếu gia nổi tiếng. Vào tháng 11 năm 2019, Hòa Minzy vướng nghi án sinh con đầu lòng cho thiếu gia nhà giàu. Mặc dù phía nữ ca sĩ có động thái phủ nhận, song cô liên tục tiết lộ bằng chứng đáng ngờ như ở ẩn một thời gian, thường xuyên ẩn ý chuyện sinh con, đòi làm thông gia với bạn bè. Hòa Minzy ở tuổi 25 sở hữu khối tài sản ước tính hàng trăm tỷ đồng. Bên cạnh việc sở hữu vài căn chung cư buôn lấy lời, cô từng gây chú ý khi mua đất, xây nhà 5 tầng to đẹp để báo hiếu với bố mẹ. Nữ ca sĩ còn sở hữu khối hàng hiệu tính bằng tiền tỷ mà nhiều ngôi sao phải mơ ước. Bản tin trên cũng đã khép lại chương trình tin tức mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức mới. Và quý vị cũng đừng quên để lại quan điểm riêng của mình phía dưới phần bình luận để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!